Em có thể giúp gì cho anh nhỉ? Cho em. Anh muốn phục chế lại một cái ảnh từ xưa. Phục chế ảnh à? Ừ. Chế à? Phục chế lại cho anh cái ảnh này không? Mờ quá nhỉ. Mày ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Bao giờ anh về? Chắc là sẽ nhanh thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Tao đi xây dựng sự nghiệp, về sau tao sẽ đón mày. À, anh cầm lấy bức ảnh này, sau này còn tìm em nữa chứ. Thôi tao đi đây. Anh! Ảnh năm bao nhiêu mà cũ thế à? Mờ quá nhỉ? Ừ. Cách đây 10 năm rồi đấy. Em muốn xem như nào. Làm lại cho anh được không? Được, ảnh này em phục chế được. Anh ngồi xuống đợi em đi. Cảm ơn. Xong rồi anh ơi. Cảm ơn anh. Em học trường gì mà lại làm đẹp như này? Em học các nào chứ đừng anh em. Em học khoa công nghệ thông tin đấy. Đẹp học đồ họa. Được không anh? Đẹp. Em chào anh ạ. Anh có đánh giày không anh? Không không, cảm ơn em. Anh đánh giúp em đi, em lấy tiền mua vé về quê anh. Cảm ơn em, anh không đánh đâu nhá. Dạ vâng ạ. Không gửi tiền. Cảm ơn em, không cần trả lại đâu. Không vội thế. Không trả lại, thiếu mất 2.000. Hải phải không? Anh Linh. Anh đánh rơi bức ảnh này. Nếu không nhờ bức ảnh này, chắc em không nhận được ra anh mất.